sáng Cardano.vn dịch tóm tắt video số 675, sắc ly học kiên sơn của Cardano về kho bạc và tương lai của ADA. Hiện tại, có một cuộc tranh luận về quản trị thực sự và hợp pháp đang diễn ra ở Cardano liên quan đến khả năng phá hủy toàn bộ tương lai của chuỗi do giá token tăng nhẹ. Sắc ly học kiên sơn giải thích rằng anh ấy không thảo luận về việc dỡ bỏ hoàn toàn hệ thống của mình mà là giải quyết cách các phương tiện truyền thông miêu tả các cuộc thảo luận gần đây xung quanh kỷ nguyên Volte mới của Cardano. Điều này bao gồm những gì sẽ được bỏ phiếu, cách mọi người sẽ quản lý ngân sách và các kế hoạch của DREX. Trong video này, chúng ta sẽ bàn về một số clip quan trọng từ video mới nhất của Sắc Ly Học Kiên Sơn, đề cập đến các chủ đề chính như tính khả thi của việc đốt ADA trong ngân sách, tại sao đó có thể không phải là một ý tưởng hay và ý nghĩa của nó đối với toàn bộ cộng đồng Cardano. Ngoài ra, chúng ta sẽ khám phá vai trò của phương tiện truyền thông ở Cardano và vai trò của nó có thể ảnh hưởng đến vị thế của dự án như thế nào. Theo Sắc Ly, chúng ta biết Cardano vượt trội ở đâu, nhưng chúng ta cũng cần xác định những lĩnh vực mà nó còn thiếu, và chúng ta có thể làm gì với điều đó. Cuối cùng, chúng ta sẽ thảo luận về tầm nhìn vĩ đại của Volte. Hãy bắt đầu với một đoạn clip ở đầu video của anh ấy đề cập đến việc đốt ADA, không chỉ trong ngân sách mà còn là một chủ đề rộng hơn. Kể từ hôm nay, ngày 6 tháng 9 năm 2024, chức năng quản trị của Cardano không còn có thể đốt tất cả tiền của ngân sách. Về mặt lý thuyết, người ta có thể hack chức năng rút tiền từ ngân sách để gửi tiền đến địa chỉ ghi, nhưng điều đó sẽ không thể thực hiện được cho đến khi các DREX trực tuyến với những thay đổi sắp tới. Hiện tại không có đề xuất nào về việc đốt toàn bộ ADA. Gần đây tôi đã tweet để đáp lại các hội thảo hiến pháp đang diễn ra thảo luận về nguồn cung tiền tệ của Cardano. Một số cá nhân đã hiểu sai, họ chỉ tập trung vào giá cả của ADA. Họ nghĩ một cách ngây thơ rằng việc đốt tiền trong quỹ cộng đồng mà tất cả chúng ta đỡ đóng góp với tư cách là người điều hành hoặc người ủy quyền pool bằng cách nào đó sẽ cải thiện giá để họ có thể bán token khi chúng tăng giá. Sắc Ly giải thích chi tiết về cách ngân sách được tạo ra và điều gì làm nền tảng cho những token đó, nhấn mạnh rằng phí giao dịch và việc sử dụng mạng riêng tư góp vào tiền của ngân sách. Điều này đặt ra câu hỏi về câu chuyện phổ biến xung quanh việc đốt token, thường thấy trong các đồng meme. Ví dụ, hãy xem xét một đồng xu có hàng triệu triệu token đốt cháy hàng triệu mỗi tháng. Họ sẽ phải mất hàng nghìn năm mới đạt được mức giá đáng kể. Nhiều người lầm tưởng rằng việc đốt token sẽ làm tăng giá, nhưng thực tế là nguồn cung không quyết định giá mà nhu cầu quyết định. Thay vì đốt tiền của ngân sách, chúng ta nên sử dụng số tiền đó để tạo ra nhiều nhu cầu hơn, dẫn đến mức tăng giá token như mong muốn. Tiếp theo, Sắc Ly thảo luận về vai trò của truyền thông đối với Cardano và bày tỏ mong muốn thay đổi. Ông chỉ ra rằng trên mạng xã hội, các cuộc thảo luận nhằm kích động đối thoại về khả năng sửa đổi hiến pháp sẽ bị bóp méo. Ví dụ, ý tưởng giới hạn ADA ở mức 45 tỷ và ngăn chặn việc đốt nó phải là một cuộc thảo luận phi tập trung, chứ không phải bị hiểu sai là một cuộc khủng hoảng quản trị đe dọa tương lai của chuỗi. Sự thật là việc giảm tài nguyên sẽ dẫn đến giá token giảm chứ không phải tăng. Điều quan trọng là chủ sở hữu ADA và DREX phải tham gia vào các cuộc thảo luận này và bỏ phiếu cho các đề xuất. Bản chất của quản trị ở Cardano và tầm nhìn của Volte là việc ra quyết định không nên phụ thuộc vào một cá nhân duy nhất, đó là điều làm cho nó trở nên độc đáo. Trong khi Cardano dẫn đầu về công nghệ, cộng đồng, phát triển, nghiên cứu được đánh giá khoa học và thông tin, Sắc Ly chỉ ra rằng có những lĩnh vực nó bị tụt lại, đặc biệt là trong tiếp thị, xây dựng thương hiệu và hack tăng trưởng. Sự thiếu rõ ràng về trách nhiệm giải trình giữa các đơn vị sáng lập là một thiếu sót trong quá trình xây dựng dự án. Do đó, chúng ta đã bị vượt mặt ở một số khía cạnh bởi Solana trên thế giới đã đổ hàng trăm triệu đô la vào blockchain này và các blockchain khác. Họ đã có thể tạo ra một bước nhảy vọt trong tường thuật và chủ động định nghĩa Cardano cho những người có không dành thời gian trong hệ sinh thái của chúng ta, truyền bá thông tin sai lệch như cháy rừng. Ví dụ, họ nói Cardano chỉ có một giao dịch mỗi giây, hàng nghìn câu chuyện tồi tệ trên Cardano hay Cardano không được ứng dụng, Cardano đã chết, vân vân, và chúng ta có thể tức giận về điều đó và nói rằng điều đó không đúng hoặc không xảy ra. Hoặc chúng ta có thể công nhận sự thật rằng chúng ta tiếp tục sâu về mặt tường thuật thương hiệu và hack tăng trưởng. Chúng ta cần hàn gắn mối quan hệ với giới truyền thông, với các quỹ đầu tư mạo hiểm và với cộng đồng nhà phát triển bên ngoài Cardano. Về cơ bản, điều Sắc Ly muốn nói là chúng ta có sản phẩm tuyệt vời này. Hãy bắt đầu trước trong nhiều lĩnh vực,
làm những việc mà không ai làm, nhưng lại chậm trong việc cho mọi người biết về điều đó. Chúng ta có nhà hàng tốt nhất trong toàn thành phố Las Vegas phục vụ những món ăn ngon nhất. Chỉ là không ai biết nhà hàng đó ở đâu, mở cửa khi nào hoặc phục vụ món gì. Nếu chúng ta có thể khiến mọi người biết rằng chúng ta tồn tại và chúng ta có những món ăn ngon, tôi nghĩ họ sẽ đến. Thật thú vị khi xem điều gì đã xảy ra với Polkadot khi ngân sách đó được tạo ra. Mọi người bắt đầu rút tiền từ ngân sách đó. Chúng ta biết họ đã tài trợ cho công thức 1, trình điều khiển NACA và chi vô số tiền để thay đổi logo trên CoinMarketCap. Tôi đã rất thẳng thắn phản đối kiểu chi tiêu đó. Adam Dean, một thành viên nổi bật của cộng đồng nhà phát triển Cardano và tôi đã thảo luận trong video Cardano tuần trước về loại hình tiếp thị mà chúng ta muốn. Tôi đồng ý với Adam rằng hoạt động tiếp thị mà chúng ta muốn không chỉ là nói với cộng đồng rằng đây là Cardano, chúng ta muốn nhận diện thương hiệu. Không, chúng ta muốn nói với cộng đồng rằng đây là những gì bạn có thể làm trên Cardano. Nếu bạn là một doanh nghiệp, bạn nên khởi chạy trên Cardano vì X, Y và Z. Nếu bạn là người dùng và bạn muốn giao dịch đồng meme hoặc cho vay, cung cấp, kiếm lợi nhuận, đây là lý do tại sao Cardano là tốt nhất. Đó là kiểu tiếp thị mà Adam, tôi và nhiều bạn đang xem muốn thấy. Nếu số tiền từ ngân sách đó được chi tiêu một cách khôn ngoan, tôi nghĩ tương lai của Cardano sẽ rất tươi sáng. Cuối cùng, để kết thúc điều này, Shackley nói về tầm nhìn vĩ đại của Voltaire. Ông tin tưởng chắc chắn rằng những nền tảng mà chúng ta đặt ra, nơi chúng ta đang ở phía trước, cho chúng ta quyền tham gia vào một cuộc đối thoại về việc thực sự thay đổi hệ thống kinh tế, chính trị và xã hội của thế giới ở quy mô hàng triệu, thậm chí là hàng tỷ người. Chúng ta có tầm nhìn để làm điều này. Khả năng quản lý, điều phối và làm việc cùng nhau của chúng ta sẽ quyết định liệu chúng ta có thực sự đạt được điều này hay không. Đây là tầm nhìn lớn của Voltaire, đó là lý do tại sao tôi nói đó là lợi thế cạnh tranh lớn nhất mà chúng ta có. Tất cả các hệ sinh thái khác đều nói, chúng tôi đã hoàn hảo kể từ ngày 3 tháng 1 năm 2009 và không cần thay đổi bất cứ điều gì. Hoặc hãy tin tôi, có người sáng lập nào đó ở đó sẽ giải quyết được mọi chuyện. Tôi tin vào người sáng lập. Đây là những vị trí vô lý. Nhưng đó là thực tế của phần lớn các dự án trong hệ sinh thái crypto. Các hệ sinh thái như Polkadot, Tezos và Cardano đã có một quan điểm rất khác. Mặc dù chúng ta có một khởi đầu tuyệt vời nhưng đó không phải là sự hoàn hảo và chúng ta công nhận rằng nó cần phải được cải thiện. Bạn không thể tin tưởng mãi mãi vào một người sáng lập để tìm ra mọi thứ vì thế giới là một nơi phức tạp và những người sáng lập có thể qua đời. Và điều quan trọng là phải chấp nhận quản trị phi tập trung. Shackley, nếu bạn đang xem, đừng chết. Chúng tôi vẫn cần bạn. Tôi chỉ đùa thôi, đó là điều thực sự khiến Cardano trở nên khác biệt. Nhiều dự án nói về việc trở thành chuỗi của mọi người. Nhưng chỉ có một dự án thực sự có thể khẳng định điều đó. Vì những gì đã xảy ra với Von và kỷ nguyên quản trị. Chúng ta đang tiến tới xây dựng một ủy ban hiến pháp, các đại diện được ủy quyền và một tiền của ngân sách mà bất kỳ ý tưởng nào cũng có thể tiếp cận miễn là ý tưởng đó nhận được đủ phiếu bầu để thực hiện. Đó là ý nghĩa thực sự của một mạng lưới phi tập trung dành cho người dân. Nếu điều đó không làm bạn vui mừng và bạn chỉ tập trung vào việc tăng giá và hành động giá, thì tôi khuyên bạn nên thu nhỏ lại. Hãy tự hỏi bản thân tại sao bạn lại tham gia Cardano và tại sao bạn ở lại. Bạn tham gia và ở lại vì bạn chỉ kiếm được một ít tiền, hay bạn phát hiện ra rằng hệ sinh thái này thực sự có một không hai. Đó là những gì đã xảy ra với mua Cardano để kiếm tiền, tương tự như những gì tôi đã làm với Bitcoin vào năm 2016. Sau đó, khi mọi thứ trở nên khó khăn, tôi nhận ra dự án nào nên giữ và dự án nào nên bỏ đi. Cardano tình cờ là một trong những token mà tôi đã coi là khoản nắm giữ lâu dài trong danh mục đầu tư của mình. Cardano có phải là khoản nắm giữ lâu dài trong danh mục đầu tư của bạn không? Hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận. Hẹn gặp lại bạn trong phần tiếp theo. Bài dịch tóm tắt được thực hiện bởi Cardano.vn và được tài trợ bởi quỹ Catalyst Fund 12. Hãy bấm like để chúng tôi biết bạn thích bản tin này. Cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ kênh của chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.